Rồi thì chúng ta giới thiệu thêm một vài cái phần còn lại của các cái bộ lọc rồi. Bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái tính năng tương đối là đặc biệt ở trong Photoshop, đó là cái tính năng action. Thực ra chúng ta gọi nó là tiện ích thì có lẽ là sẽ đúng hơn. Thế action là cái gì? Action nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề gì ở trong cái thao tác công việc của chúng ta. Thế trước hết là chúng ta phải mở được cái action ra đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau nó là cái gì. Các bạn vào trong menu Windows và các bạn tìm tới cái lệnh action, nó nằm tương đối gần ngay trên đầu này này, hoặc là các bạn nhấn phím Alt F9 để các bạn gọi nó ra. Sau khi mà chúng ta gọi cái bảng action này ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái bảng như thế này. Nếu mà lần đầu tiên mà các bạn mở ra nhá, lần đầu tiên các bạn mở ra thì nó sẽ chỉ có cái này thôi. Đây, như thế này. Nó sẽ chỉ có một cái bảng gọi là default action nếu mà đấy là lần đầu tiên các bạn mở nó ra. Thế và nếu tôi bấm mũi tên, tôi sổ tiếp xuống thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một loạt các action được cung cấp ở trong này. Thế thì chúng ta phải giải thích một chút về action là cái gì. Action là một cái kịch bản được ghi lại trong quá trình làm việc của một ai đó, và nó sẽ ghi lại theo cách như thế nào? Nó ghi lại theo cái cách là dùng lệnh gì, tham số ra làm sao, công cụ gì, vùng chọn như thế nào, vân vân. Một vài cái dạng như thế, nó như là một cái ghi chép theo kiểu gạch đầu dòng này, và nó trở thành một cái kịch bản hướng dẫn là một cái như thế này thì nó được làm như thế nào. Và khi chúng ta cho chạy vào action thì nó làm cái gì? Nó sẽ chạy theo tất cả những cái ghi chép đã được gạch đầu dòng về các tham số, về các bước đã được làm trước đó, và nó thực hiện lại để cho ra một cái kết quả giống hệt. Chúng ta quan sát thử một chút. Ở đây tôi có mấy cái action như thế này. Đây là cái default action, thì nó giới thiệu cho chúng ta mỗi một cái nhóm action một cái đại diện thôi, để cho chúng ta biết được là cái Photoshop nó cung cấp cho chúng ta những tính năng như thế nào. Ví dụ như chúng ta xem ở đây, chúng ta có vignette này, frame channel này, wood frame này, cast shadow này, water reflection này, vân vân. Thế thì mỗi một cái này là một cái action mang tính đại diện cho một nhóm action nào đó với tính năng khác nhau. Và các bạn lưu ý là ở sau một cái tên action này, nếu như các bạn thấy có một cái đóng mở ngoặc thì tức là nó sẽ yêu cầu các bạn phải thực hiện cái điều đó trước thì cái action nó mới chặn. Đấy. Ví dụ như trong cái vignette này chẳng hạn, các bạn thấy là nó có cái đóng mở selection, có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta phải có một vùng chọn đã rồi sau đó thì mới chạy được. Vậy thì đối với những cái nào mà nó đã có đóng mở ngoặc như thế này, chúng ta phải thực hiện cái yêu cầu đó trước trước khi mà cho chạy action. Đây, ví dụ các bạn quan sát, tôi tạo ra một vùng chọn như thế này đó, sau đó thì tôi mở action ra và tôi chọn ví dụ vignette chẳng hạn, sau đó thì tôi tìm xuống cái nút play ở dưới đáy của cái bảng action này và bấm, nó sẽ giống như là cái quá trình phát lại một cái băng hay một cái đĩa, nhưng ở đây là quá trình là gì, phát lại một cái thứ tự các cái bước làm việc này. Các bạn quan sát, bấm này, nó mở ra một cái bảng này, nó yêu cầu chúng ta gia giảm thêm tham số mẫu của nó là 5 pixel. Nếu các bạn muốn lớn hơn thì các bạn cho nó một tham số vào đây, sau đó nhấp OK. Kết quả chúng ta có cái gì? Kết quả chúng ta có một cái vùng chọn được làm nhòe làm mờ như thế này. Nếu như mà các bạn nhớ lại một số các cái phim cổ một tí thì các bạn sẽ thấy là phim cổ người ta hay có cái trò là đeo cái dây chuyền tròn ten ở cổ này, và có một cái mặt trong đó thì chứa ảnh, ví dụ như là bố mẹ hay người yêu gì đấy, thì chính là một cái dạng cắt như thế này. Thế còn nếu như mà thời của chúng ta bây giờ thì không đeo toàn tem nữa, mà cái này thì ứng dụng cho một cái dạng nó hơi nghe nó hơi buồn cười một tí, là các bạn sẽ thấy là cái này là làm bia mộ.
Đấy thì thay vì việc là chúng ta phải tự cắt thì chúng ta sẽ sử dụng cái action này như là một cái dẫn hướng, coi như tôi chỉ có tạo vùng chọn và sau đó cho nó tự chạy thôi. Đây là một cái mà đơn giản nhất trong các cái đơn giản mà chúng ta giới thiệu với nhau. Tiếp nữa chúng ta xem là action nào nữa nào. Ví dụ như UFrame nhé. Đây các bạn quan sát với UFrame này, bây giờ tôi cho chạy nó đạt được cái gì? Đây, như các bạn đang nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái khung bằng chất liệu gỗ bao xung quanh cái ảnh này. À, tôi có phải làm cái gì không? Hầu như không phải làm cái gì ngoài cái việc là tôi chọn cái action và tôi cho nó chạy. Tất cả những việc còn lại Photoshop nó sẽ chạy theo một cái kịch bản đã được vạch sẵn đấy, và nó cho ra một kết quả hoàn hảo y như là một người có tay nghề cao đã thực hiện cái này. Tiếp nữa nhé, chúng ta tìm hiểu xem thêm một vài cái action khác xem nó làm cái gì. Ví dụ như là cái cast shutdown này chẳng hạn, thì chúng ta thấy là nó có đóng mở ngoặc là type, nó yêu cầu chúng ta phải nhập ký tự vào trước, phải có một ký tự nào đã. Đó, bây giờ tôi nhập thử một chữ vào này. Ví dụ bây giờ tôi cho cái chữ này nó lớn lên một tí đi, màu mè nó rõ ràng một tí đi cho chúng ta dễ nhìn. Và sau khi mà chúng ta có chữ rồi, tôi mới chọn cái cast shadow này chẳng hạn. Đó, chạy này, thì chúng ta sẽ có gì đấy, bóng đổ của chữ đó. Hoặc là water reflection thì cũng thế, bóng đổ xuống nhưng không phải là bóng đổ ở trên cạn mà bóng đổ dưới nước. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ có cái bóng chữ nó sẽ rung rinh như là ở dưới nước. Đây các bạn xem thử, water reflection. Đây chúng ta xem kỹ. Mà cái reflection này thì các bạn thấy cái này nó hơi giống như là cái bộ lọc mà chúng ta đã sử dụng vừa nãy giờ đúng không, trong nhóm distort, các cái wave hoặc là cái zigzag. Thế còn muốn xem kỹ nó là cái gì thì chúng ta sẽ có cái hướng dẫn để chúng ta xem. Thế thì bây giờ nói thật nhanh, action này nó được cung cấp để làm gì? Nó có hai cái phương hướng mà chúng ta có thể là sẽ xem thấy ngay. Một là bây giờ tôi không có nhiều kiến thức, hoặc là tôi là timer đi đó, nhưng tôi vẫn có yêu cầu là làm một cái gì đó trở thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh ở trên Photoshop. Tôi chưa học hay là tôi học rất ít, tôi chưa có nhiều kiến thức, nhưng tôi vẫn có nhu cầu là làm một cái sản phẩm nó tốt, thì với cái thư viện action này thì tôi chỉ việc là gì, chọn, bấm và chạy, cuối cùng ra được kết quả như là một người chuyên nghiệp. Thì đấy là cái cách dùng mà nó bị động nhất và nó không đem lại cho chúng ta kiến thức gì hết, chỉ đơn giản là đưa ra một yêu cầu và nhận kết quả. Thế thôi. Thì đấy là cái cách sử dụng mà đơn giản nhất. Thế còn ở một góc độ thứ hai là có thể là cho chúng ta được kinh nghiệm và kiến thức, thì cái này nó cũng phân cấp ra thành hai cái. Một là tôi cũng không can thiệp vào nhiều, tôi không tìm hiểu nhiều, nhưng mà tôi muốn là cái sản phẩm của tôi nó làm ra nó phải có một cái sự khác biệt nào đó so với người khác cũng chạy cái action này. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải biết cách là chúng ta can thiệp, chúng ta tạo ra cái sự khác biệt ở trong tham số như thế nào, và chúng ta phải biết là can thiệp vào đâu, vào thời điểm nào thì nó sẽ dẫn tới sự khác biệt đó ở trong kết quả. Thì chúng ta sẽ phải hướng dẫn nhau tìm được cái cách làm như thế để mà chúng ta cá biệt hóa cái kết quả đi. Thế còn ở mức độ cao hơn thì các bạn hoàn toàn có thể học theo bằng cách gì đấy, sổ cái danh sách này ra, nó sẽ liệt kê tất cả những cái bước lớn mà nó làm để đạt được cái kết quả như thế. Và bây giờ tôi có thể xem bằng cách là tôi bật từng cái bước này ra để xem nó lý giải là cái bước này nó làm bằng cách nào, công cụ ra làm sao, làm cái gì, tham số chọn như thế nào, vân vân. Các bạn cứ chiếu án theo cái hướng dẫn hay là theo cái kịch bản này là các bạn có thể hình dung ra được, à
người ta làm ra một cái sản phẩm mà có cái tính chất hoàn thiện như thế này thì người ta làm qua từng này bước, với từng này công cụ, với từng này tham số như thế này. Chúng ta nếu mà là một người cẩn thận kỹ càng, hoàn toàn chúng ta có thể lần mò dần theo từng bước này, để chúng ta sẽ có được kinh nghiệm làm ra được những sản phẩm mà nó cũng hoàn thiện và nó cũng chu trình giống như là những cái người đã làm ra cái sản mẫu cho chúng ta. Thế nhưng mà trước hết là chúng ta xem cái cách thức để mà chúng ta làm mà ra một cái sản phẩm có sự khác biệt đi. Này, trước hết là tôi giả cái ảnh này về nguyên bản đi. Ví dụ bây giờ chúng ta xem thêm một cái trường hợp khác, chẳng hạn như là cái action default này thì nó giới thiệu rất là nhanh thôi, mỗi thứ một tí đấy, để cho chúng ta có được một cái nhìn mang tính tổng quát. Thế còn nó chia ra thành các chủ đề khác nhau thì cũng giống như là các cái phần khác mà tôi đã giới thiệu, thì khi mà chúng ta tìm thêm cái gì thì chúng ta lại bấm vào cái mũi tên ở cái góc này để cho nó sổ đấy cái danh sách ra, và sau đó thì chúng ta sẽ xem các cái thư viện kèm theo là cái gì. Ví dụ như là chúng ta sẽ có ở đây là comment này, frame này, image effect này, lab black and white, technique này, production này, vân vân. Thì toàn bộ những cái phần từ đây tới đây là các cái thư viện dành cho action. Tất nhiên là mở một cái ra thì nó sẽ có nhiều cái action nhỏ trong. Ví dụ tôi mở cái frame thì đây, nó sẽ đưa ra thêm một cái gói nữa. Đây, default là cái giới thiệu chung này. Frame này thì chỉ chuyên vào các cái nhóm mà xử lý về khung, về viền của ảnh thôi. Ví dụ tôi chọn thử một cái splatter frame này chẳng hạn. Đây, cho nó chạy. Thế đây, chúng ta sẽ có được kết quả là gì? Nó giúp chúng ta xé cái biên của bức ảnh. Hay là ví dụ như stroke frame, chúng ta cũng có cái kiểu xé biên nhưng mà nó lại theo một cái cách thức khác đó. Ví dụ wireframe, chúng ta có cái gì cũng xử lý nhưng mà theo cái kiểu là gì đây nhỉ, cắt biên theo kiểu lượn sóng. Đây là kiểu rất cổ điển, nếu mà các bạn về mà các album của ông bà để lại, các cụ để lại, thì chắc chắn các bạn sẽ gặp cái kiểu này rất là nhiều. Giấy ảnh thời đấy là giấy lụa sần và biên thì rất hay cắt như thế này đấy. Thế nhưng mà vừa nãy thì các bạn thấy rằng là tôi bấm và chạy đúng không, và kết quả là tôi bấm hay các bạn bấm nó cũng sẽ giống nhau. Thế bây giờ tôi không thích như thế nữa, bây giờ chưa biết là tôi điều chỉnh nó đẹp hơn hay xấu hơn, nhưng tôi mong muốn rằng là sản phẩm của tôi làm nó có sự khác biệt với người khác, thì tôi sẽ can thiệp như thế nào và can thiệp ở đâu. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái cách xử lý như thế này nhé. Các bạn để ý một chút là các cái action mà chúng ta được cung cấp ở đây thì nó có cái gì giống nhau và khác nhau. Khác nhau thì đương nhiên cái tên là khác nhau rồi, tại vì mỗi action thì nó diễn giải một cái vấn đề khác nhau. Tuy nhiên là nếu các bạn để ý thì có một cái khu vực mà có cái hình vuông ở đây, có một số cái thì có đánh dấu và một số cái không. Và nếu như mà tôi chạy một cái nào đó mà có đánh dấu thì thường thường cái đó là giữa chừng nó chạy, nó không phải là chạy một mạch giống như những cái mà không đánh dấu, mà cái nào mà tôi chọn mà có đánh dấu thế này thì khi nó chạy bao giờ nó cũng gì đấy, nó cũng yêu cầu tôi phải làm sao điền thêm một cái gì vào đấy. Đây ví dụ đấy, ví dụ như cái này, vì nhét là cái mà vừa nãy chúng ta đã nói với nhau đúng không? Nó mở ra một hộp thoại và nó yêu cầu tôi đưa ra một tham số vào để cá biệt hóa đi, kết quả đi. Thế thì cái này ở đâu ra? Thế thì chúng ta sẽ để ý là cứ thằng nào mà có cái đánh dấu gì đây nhỉ? Có cái đánh dấu trắng trắng ở đây này thì thằng đó nó sẽ có một cái bước là nó dừng lại, nó yêu cầu chúng ta đưa ra tham số riêng của chúng ta. Và thường cái tham số đó chính là cái tham số nó sẽ quyết định tới cái sự khác biệt của kết quả. Thế thì bây giờ tôi mới mở ra để tôi xem, tôi mở rộng ra nữa một cái sản phẩm. Thì đây, tôi sẽ thấy rằng là các bước con trong này nó cũng có những phần đánh dấu, và cứ cái phần nào mà có dính cái đánh dấu đấy, đấy chính là cái phần mà nó sẽ phải dừng lại. Vậy thì chúng ta kết luận việc đầu tiên là gì đây? Khi mà chúng ta muốn can thiệp thì chúng ta phải đánh dấu vào cái ô phía bên tay trái đó, vuông vuông đó,
thì chúng ta mới dừng các cái thao tác đó lại được. Thế và có phải là bước nào cũng cần dừng không? Thì không phải. Bước nào cũng dừng thì đấy là cái cách để mà chúng ta học hỏi, chúng ta xem từng tí một. Thế còn nếu như mà quan trọng đó là gì? Phải mò ra, phải xem được đúng cái bước nào mà nó tác động mạnh nhất tới kết quả, chúng ta can thiệp vào đấy. Và phần lớn ở đây, cái action này thì nó ngoài những cái sử dụng và những cái thao tác là chọn lựa rồi thì thêm bớt layer vân vân, những cái thao tác đó thì nó là cái thao tác tương đối là cơ bản, chúng ta có thể hình dung được. Nhưng mà cái phần mà tạo ra được cái hiệu ứng lớn nhất thì nó lại nằm ở trong cái filter cơ. Và thường thì nó sẽ có cùng tên với lại cái filter mà nó ứng dụng. Đây tôi lấy ví dụ như sau. Chẳng hạn như chúng ta thử can thiệp vào cái wireframe. Wireframe chẳng hạn. Thì bây giờ tôi muốn tìm là cái điểm đánh dấu nào là điểm quan trọng nhất, thì tôi sẽ sổ danh sách ra. Và tôi sẽ tìm ở đây. Tìm ở trong cái liệt kê này cho tới khi nào mà tôi nhìn thấy một cái chữ mà nó sẽ giống như tên của cái gì đây nhỉ? Tên của cái action. Ví dụ wireframe nó sẽ lấy chủ là hiệu ứng tạo ra do cái bộ lọc wave. Vậy thì tôi sẽ đánh dấu vào đây và tôi cho chạy thử nhé. Đây, click. Nó sẽ chạy tự một mình nó một hồi, nhưng đến cái bước mà tôi đánh dấu thì nó sẽ dừng lại để cho tôi can thiệp vào các tham số. Bây giờ tôi sẽ gia giảm các tham số trong này. Đấy. Bây giờ thay vì là áp dụng tham số của người ta, tôi sẽ dùng cái tham số của mình. Và sau đó thì tôi nhấp OK để thử xem kết quả như thế nào. Đây, kết quả nhận được. Rõ ràng là tôi đã can thiệp được đúng cái bước quan trọng nhất. Có thể cái sóng này của tôi lượn nó cũng không đẹp bằng cái mẫu của người ta, nhưng mà tôi thích. Vì sao? Vì là cái kết quả tôi làm ra nó không giống như người khác làm nữa. Tôi đã cá nhân hóa, tôi đã cá biệt hóa được cái kết quả này. Hay là bây giờ chúng ta thử một cái khác nhé. Không dùng way nữa, tôi thử đánh dấu vào một cái ví dụ như ripple đi xem nào. Đấy, tôi cũng sẽ lại sổ ra. Tôi tìm xem là ở trong này có cái nào nó có cái tên đúng là ripple giống cái này không. Nếu có, tôi sẽ đánh dấu thử vào đó. Được rồi, ripple. Đây, tôi thấy ripple ở đây rồi. Tôi đánh dấu thử vào đây. Tên cái phần lệnh này ở cái bước này giống với cái gì đấy ạ? Giống với tên chính của cái action. Đấy, cái mẹo dùng thì thường sẽ là như thế. Nếu như nó áp dụng cái bộ lọc mà liên quan tới bộ lọc ấy, action mà trong đó có bộ lọc, thì kiểu gì nó cũng sẽ đặt tên theo cái bộ lọc đó. Thì chúng ta chỉ việc là sổ cái danh sách ra mà chúng ta tìm kiếm cho tới khi nào mà chúng ta tìm thấy cái action đó. Và sau khi mà chúng ta tìm thấy được rồi thì chúng ta chỉ việc đánh dấu vào cái phần đó thôi. Thế bây giờ sau khi mà chúng ta đánh dấu rồi, chúng ta cho chạy thử xem. Nó cũng sẽ chạy cho tới khi nào mà nó yêu cầu tôi phải can thiệp. Đó, bây giờ việc của tôi đó là thu cái góc này lại để tôi quan sát xem là với cái action ripple này thì nó sẽ tạo ra cái sự đan như thế nào, biến đổi như thế nào ở trong cái phần góc như thế này. Tôi có ba cái tùy chọn: small này, medium này, hay là large này. Đấy, và cái amount này thì tôi có thể là làm sao đây, sử dụng nó đó với các tham số khác nhau để tôi tạo ra cái sự khác biệt. Đấy, ví dụ thì tôi cũng sẽ tạo ra được một cái biên xé có thể không đẹp bằng của người ta, nhưng rõ ràng là nó tạo ra một cái gì đó mà nó không giống với những người khác. Thế thì đây là cái bước mà nó cao hơn một chút so với lại cái yêu cầu, so với cái cách gọi là bấm và chặn không quan tâm đó. Đây là tôi có thêm một cái yêu cầu nữa là tạo ra khác biệt, thì tôi có thể là đánh dấu vào. Đấy, nếu mà mò không ra thì tôi sẽ đánh dấu hết vào những cái chỗ có thể đánh dấu, rồi tôi xem từng bước một nó làm cái gì, chỗ nào nó gây ra cái sự khác biệt thì lúc đấy tôi sẽ đánh dấu lại ở cái phần đó. Thế còn xem kỹ thì có nghĩa là các bạn mở hoàn toàn ra đây, mở từng tí một, xem từng tí một xem các bước này người ta ghi chú như thế nào.
để các bạn học theo cái tư duy, cái cách làm của người ta. Thế nhưng mà đấy là action mà do người khác làm ra. Đấy, nôm na chúng ta bảo là các cao thủ làm ra, và đây là bí quyết truyền lại, đúng không? Bí kíp truyền lại cho người học theo. Thế còn ở một góc độ khác thì chúng ta cũng muốn rằng là chúng ta tự tạo ra cái action của mình và làm sao cho phù hợp với lại cái nhu cầu, với công việc của mình. Thì chúng ta có tự tạo ra được action hay không? Thì action chúng ta tạo được. Đấy. Và bây giờ trên nguyên tắc thì tôi cũng nói luôn, action là giúp chúng ta làm cái gì? Action giúp chúng ta làm trên góc độ là, một là có thể là một việc phức tạp. Đấy. Và chúng ta sau này chúng ta có khả năng chúng ta làm lại. Thì nếu mà chúng ta đánh dấu action, chúng ta tạo ra action, thì lần sau gặp phải công việc như thế chúng ta sẽ không mất nhiều công nữa. Và thứ hai, có thể là cái việc cực kỳ đơn giản thôi nhưng mà nó mang tính lặp đi lặp lại rất nhiều, hoặc là làm số lượng rất lớn, thì không tội gì mà chúng ta không làm ra một action để chúng ta có thể tự động hóa vấn đề cho mà nhanh hơn. Ví dụ cái công việc nào là cái công việc mà nó có thể áp dụng action nào? Tôi lấy ví dụ như thế này nhé. Bạn làm ở một cái công ty in chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý các nội dung khác tôi không biết, nhưng mà riêng với ảnh thì chúng ta sẽ có mấy vấn đề mà chắc chắn chúng ta phải làm. Về mặt kỹ thuật thì để in offset tôi cần phải có ảnh ở định dạng CMYK, tôi cần phải có độ phân giải là 300 dpi. Đấy là hai cái yêu cầu mang tính tối thiểu nhất và rất là kỹ thuật. Tôi không quan tâm đến cái ảnh là nội dung nó là cái gì và đẹp hay xấu như thế nào khi mà tôi xem cái ảnh. Nhưng mà nếu hai yêu cầu đó mà không được đáp ứng, chắc chắn rằng ảnh của bạn khi mà in offset nó sẽ có vấn đề. Đấy. Thế thì hai yêu cầu đó kiểu gì các bạn cũng làm. Và CMYK thì gần như khẳng định được 100%. Bất cứ lúc nào các bạn định in offset là các bạn cũng phải convert nó từ RGB sang thành CMYK. Đó. Tại vì hầu hết tất cả ảnh bây giờ chúng ta chụp ra là mặc nhiên nó là ảnh RGB rồi. Đấy. Thế còn thêm một vài vấn đề nữa, ví dụ như là kích thước chẳng hạn. Kích thước thì bây giờ các bạn làm một cái sản phẩm nào đó thì nó phải phụ thuộc vào cái kích thước một cái ảnh, thì nó phụ thuộc vào kích thước thiết kế của các bạn. Ví dụ như các bạn làm một quyển catalog giới thiệu sản phẩm chẳng hạn, thì cái quyển catalog đó nó rộng bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, thì lúc đấy nó mới quy được ra là cái ảnh của chúng ta cần rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Thế bây giờ tôi có 100 cái ảnh để tôi đưa vào cái quyển catalog, vậy thì chúng ta phải làm đi làm lại rất là nhiều thao tác giống nhau cho các ảnh đó. Tôi chưa nói đến cái chuyện là chỉnh nội dung ở trong cái ảnh, màu mè trong cái ảnh, mà tôi mới nói chỉ là những cái kiến thức, những cái công việc mà nó mang tính lặp đi lặp lại, rất là kỹ thuật thôi. Chuyển ảnh RGB sang thành CMYK, 100 cái ảnh phải làm như vậy, đúng không? Xem xét và convert để cho cái ảnh đảm bảo 300 dpi, 100 lần tôi phải lặp lại như thế. Kích thước, chuyển từ một kích thước nào đó sang thành cái kích thước chuẩn để tôi có thể in và tôi sắp đặt vào trong cái quyển catalog đó. 100 cái ảnh tôi cũng sẽ phải cắt lại, hoặc là tôi resize, tôi đưa lại cái ảnh về cái kích thước yêu cầu. Như vậy là ba thao tác đó, thì chúng ta cứ 100 cái ảnh chúng ta nhân lên 3 lần là 300 lượt phải làm. Thế nhưng mỗi một cái lượt để mà chuyển từ RGB sang thành CMYK, rồi thì chuyển độ phân giải từ ảnh thông thường là bao nhiêu đó sang thành 300, rồi cắt cúp, thì mỗi một cái thao tác đó thì thực ra chúng ta phải làm nhiều cái bước nhỏ hơn nhiều. Bây giờ chúng ta xem thử nhé, một cái thao tác mà chúng ta mô tả như thế thì thường các bạn sẽ phải làm hết bao nhiêu thao tác ở trên máy. Đây, bây giờ tôi đóng thử cái này lại, tôi mở thử nhá, bắt đầu chúng ta đếm thử xem là một cái yêu cầu nghe chừng có vẻ rất là đơn giản như thế, chúng ta sẽ làm hết bao nhiêu thao tác. 1 này, 2 này, đó, 3 này, 4 này, sau đó là 5 này, 6 này. Ví dụ chuyển, bây giờ tôi cứ nói là đơn giản là chuyển thẳng cái này đi, không nói đến cái chuyện chuyển phức tạp giống như hôm trước tôi giới thiệu cho các bạn. Cứ tạm thời là chuyển cách đơn giản nhất là từ RGB sang CMYK đi. Bây giờ là mấy rồi? Vừa nãy là mấy rồi?
6 bây giờ 7 đúng không? Nào xem lại nhá. Đếm lại này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nhá. Sau đó 9 này. Đến 10 này. 11 thao tác này. 12 thao tác này. xong thì mới chỉ được có hai vấn đề thôi, đó là độ phân giải cộng với là gì đây, chế độ màu. Sau đó sẽ đến thao tác về kích thước. Bây giờ ví dụ tôi cần một cái ảnh này, ảnh sản phẩm này nó rộng ngang độ khoảng 12 cm chẳng hạn, thì lại 13 10, đúng không, 13 nhỉ, 14 này ví dụ. Năm này, 16 này. Sau đó thì lại file này, 17 này, xong save sang thành một cái gì đó là 18 này. Sau đó thì ok, một hai lần nữa. Đại thể các bạn sẽ mất tối thiểu nhé, tối thiểu là từ 15, 16 cho đến 20. 20 thao tác cho một cái yêu cầu nhỏ nhỏ là chuyển ảnh từ CMYK sang thành RGB sang thành CMYK, thiết lập độ phân giải 300 và đưa nó về một kích thước yêu cầu. Đấy, các bạn sẽ tốn trung bình từ 15 cho đến 20 bước, nếu không nói là có thể là lớn hơn nữa. Đấy, thế thì bây giờ cứ tính xem 100 cái ảnh nhân với lại độ khoảng 200 thao tác, 20 thao tác, từ 15 cho đến 20 thao tác đấy, thì các bạn sẽ phải mất bao nhiêu thời gian? Tương đối nhiều đấy, đúng không ạ? Và cái công việc này nó rất là chán, tại vì là nó chưa hề dính tới, nó chưa hề dính tới bất cứ một cái gì gọi là sáng tạo hay là hiệu chỉnh ở đây cả. Nó chỉ giống như là cái việc mà chuẩn bị tài nguyên, chuẩn bị súng đạn trước khi mà xung trận thôi đấy, chứ còn chưa hề đánh chắc gì đâu nhá. Lúc đấy mới chỉ là chuẩn bị hậu cần thôi đấy. Bao nhiêu đạn, bao nhiêu lương thực, bao nhiêu nước uống, bao nhiêu áo quần, bao nhiêu ngụy trang, bao nhiêu xăng cộ, thế thôi. Đấy, sau đấy mới đến khi mà chuẩn bị hết xong cái đấy, các bạn mới bắt tay vào, các bạn mới đưa ra ý tưởng, các bạn mới thiết kế, các bạn mới sắp xếp nó vào trong quyển catalog rồi các bạn mới làm. Thế thì những cái bước chuẩn bị như thế nó mất rất nhiều thời gian và nó phải lặp đi lặp lại. Đấy, thế thì bây giờ tôi không muốn làm cái đó nữa. Tôi không muốn là mỗi một cái việc nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Vậy thì tôi mới giải quyết vấn đề là gì đây? Tôi viết một action của tôi, ghi lại toàn bộ cái quá trình mà tôi làm cái thao tác đó. Và sau đấy thì tôi cho nó chạy lại cái đó. Vậy thì bây giờ thay vì là làm mỗi một cái ảnh như thế tôi mất độ khoảng 15 đến 20 thao tác, thì bây giờ tôi rút xuống một thao tác thôi, tức là bấm nút play cho nó chạy. Đó, thế thì rút xuống còn được độ khoảng 1 phần 15 hoặc là 1 phần 20 các thao tác so với trước. Đấy, nếu số lượng nhiều thì nó sẽ nhanh lên rất là kinh khủng. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái cách để chúng ta ghi lại một action như thế nào thay vì việc là dùng của người ta nhé. Đây các bạn xem ở đây, tôi có thể ghi lại một cái thao tác làm action như sau. Chúng ta mở một cái ảnh ra đã nhé, mở một cái ảnh ra, sau đó thì chúng ta mới bắt đầu là làm này. Ở bảng action này mở ra, tôi không gọi các thư viện này nữa mà tôi sẽ tự tạo một cái cặp chứa action riêng của tôi. Đây, tạo một cặp này, ví dụ bây giờ tôi đặt tên là my action này. Cái đây nó sẽ tạo ra cặp mới. Nào đây, cặp này rỗng, chưa chứa bất cứ một action nào cả. Bây giờ tôi mới bắt đầu tạo ra cái action mới của tôi bằng cách là tôi bấm vào trang giấy trắng để tạo ra một action mới. Nó sẽ đặt tên là action 1, action 2. Còn nếu mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ rename nó đi, tạo thành một cái tên tuổi nào đó để cho nó dễ nhận. Thấy không? Thế sau đó thì chúng ta sẽ nhấn nút lệnh là record để chúng ta ghi lại cái quá trình mà làm việc đó, giống như là chúng ta thu lại một đoạn âm thanh hay là quay lại một cái quãng một cái gì đó. Bây giờ tôi bấm vào đây thì các bạn để ý là cái nút record này, cái nút đỏ tròn này bắt đầu ấn xuống.
Và bây giờ bất cứ cái gì thao tác nào tôi làm nó cũng sẽ ghi chép lại. Ví dụ như là tôi vào email và mode vào CMYK chẳng hạn. Ok, vậy là tôi chuyển xong được một bước là gì đây? Chuyển từ màu nọ sang màu kia. Bây giờ tôi làm thêm bước thứ hai là email email size chẳng hạn. Trước hết là tôi đưa nó về cái chế độ chẳng hạn như là chế độ 300. Đó. Tôi sẽ đưa về 300. Ok. Vậy là tôi thiết lập độ phân giải của nó là 300. Sau khi mà giải quyết xong cái đấy thì tôi lại tiếp tục, tôi lại phải giải quyết thêm một bước nữa là gì đây? Image size thêm một lần nữa. Lúc này thì tôi mới đưa nó về một cái kích thước mà vừa với lại cái quyển catalog tôi đang làm. Đó. Ví dụ như là chiều ngang chỉ 20 cm thôi. Ok, nó sẽ tính toán nó xử lý cho tôi đấy. Đến đây thì các yêu cầu về mặt kỹ thuật thì là xong rồi. Tôi sẽ phải làm thêm một thao tác nữa là file save as, lưu nó lại thành một cái khoản nào đó. Ví dụ như là tôi lưu ra một cái thư mục mới đi. Lưu. Đó, chọn chế độ, chọn chất lượng, nhập ok. Sau khi làm xong đến đây rồi, tôi lại thêm một thao tác là tôi đóng cái thằng này lại. Lúc này tôi mới kết thúc thao tác. Như vậy là tất cả cái quá trình mà tôi làm nó đã được ghi lại thành một action ở đây, giống như những action mà chúng ta vừa cho chạy thử ở trên màn hình vừa rồi, những action của người khác làm. Còn bây giờ tự tay chúng ta đã tạo ra một action của mình. Và nếu như bây giờ tôi muốn làm một cái thao tác gì đó thì tôi sẽ cho nó chạy đó. Ví dụ bây giờ tôi làm một vài cái nhé. Tốt nhất là chúng ta tìm một vài cái ảnh để chúng ta có thể chạy thử. Nha, bây giờ chúng ta tìm một vài cái ảnh nhé. Open này. Chúng ta lấy thử một số các cái ảnh ở đây. Ví dụ đây, tôi lấy thử một số các bức ảnh này. Chúng ta có một loạt các ảnh như thế này. Thay vì là chúng ta làm từng cái ảnh một với rất là nhiều các thao tác như thế, thì bây giờ tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ chọn action 1 như thế này đúng không? Và tôi bấm vào đây. Nó sẽ tự động nó chạy. Chạy xong, thế là tôi được một cái. Đúng không ạ? Thế bây giờ tôi sẽ muốn làm cho nó đơn giản hơn một tí. Tại vì cái thao tác gọi làm xong rồi di con chuột để bấm vào đúng đây, nó sẽ lại hơi mất giờ một tí. Thì bây giờ tôi sẽ làm thêm bằng cách là nhấp nút vào đây, mở ra cái bảng thoại. Trong cái phần function key này hiện tại đang là 5. Bây giờ tôi muốn là gán cho nó một cái phím tắt đi, để lần sau thì tôi thò tay tôi bấm cái phím cái cho nó dễ. Tại vì cái phím đó thì bấm thì có lẽ là nhanh hơn là thao tác tôi di con chuột. Đó. Ví dụ như là F11 đi. Đấy. Ok. Bây giờ thay vì việc là tôi phải làm việc nhờ bằng cách là di chuột và bấm vào đúng cái này, thì tôi không làm như thế nữa. Ví dụ tôi bấm phím F11 chẳng hạn. Đấy, thế là xong. Nó chạy cho tôi xong được một cái ảnh. Và cứ thế là tôi bấm. Đó. Bấm tiếp. Thế không nhìn lúc thầy làm à? Làm việc bao giờ cũng phải nhìn xem thầy làm như thế nào đã, sau đấy thì hãng nắm được rồi thì hãng quay trở về làm trên máy của mình. Đây, action ở đây nhá. Nhìn đây này, bắt đầu gán được phím thì nó nằm ở đây. Thế còn để gán phím thì chúng ta bấm nút vào đây. Bảng thoại mở ra ở phần function key. Sổ danh sách ra và chọn lấy một phím F nào đó. Nha.
cố gắng là chọn cái phím nào đừng có bị trùng, ví dụ như F12 chẳng hạn thì không được. Tại vì sao? F12 là nó bị dính vào với cái reverse rồi, đúng không? Đây này, nó sẽ dính vào với cái phím reverse ở đây rồi, là F12 rồi, cho nên là thường chúng ta chọn cái nào mà bị dính thì nó sẽ tự động nó thêm vào là control hay shift gì đó. Như thế thì sẽ mất nhiều thời gian, chúng ta chọn cái nào đỡ phải ấn thêm các phím. Thế nhưng mà như thế này thì chúng ta đã làm được rút ngắn được độ khoảng 1/15 cho đến 1/20 cái thao tác so với là chúng ta làm một cái, đúng không? Nhưng mà như thế thì nó cũng vẫn hơi mất thì giờ. Tại vì tôi vẫn phải ngồi chờ. Tôi vẫn phải ngồi chờ xong một cái rồi tôi lại bấm tiếp, xong một cái rồi tôi bấm tiếp. Nó sẽ mất thì giờ. Tôi muốn là một cái bấm của tôi nó phải giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Thì chúng ta thử xem là có giải quyết được như thế không nhá. Ví dụ đây, ở đây thì nó sẽ ghi lại các bước cần phải làm, đúng không? Bây giờ tôi sẽ giải quyết bằng cách là tôi chọn hết tất cả các bước này và tôi sẽ kéo nó, tôi thả vào dưới đây, cái trang giấy trắng này, có nghĩa là tôi sẽ duplicate các bước này lên. Nếu như thế này, có nghĩa là nó gấp đôi. Nếu như bây giờ tôi bấm một lần thì nó sẽ chạy được hai cái ảnh, tức là lúc này tôi lại tăng tốc độ lên thành ra là một bấm nó chạy cho hai cái. Và nếu như bây giờ tôi lại làm tiếp là gì đây, kéo toàn bộ cái này tôi lại nhân bản tiếp thêm một lần nữa thì nó sẽ lên thành 4, đúng không? Mà tôi bấm một lần nó sẽ chạy lần lượt 4 cái ảnh rồi nó mới dừng, thì lúc đấy thì tôi mới lại phải làm tiếp một lần nữa. Nhưng thực ra thì cái này không phải là cách chính đạo. Tại vì sao? Tại vì là nó không, thứ nhất là nó không tự động hoàn toàn, tôi vẫn phải chờ nó làm xong tôi mới bấm tiếp. Mà cái chờ làm xong một ảnh với lại chờ làm xong 4 ảnh, đôi khi tôi nghĩ là 4 ảnh, 5 ảnh có khi nó lại làm cho mình ức chế hơn, tại vì cái sự chờ đợi của mình rất là lâu. Thứ hai nữa là tôi không thích làm cách này, vì làm cách này muốn đạt hiệu quả ấy, thì tôi phải mở một loạt rất là nhiều ảnh sẵn rồi đấy, và sau đó thì tôi chỉ bấm phím để cho nó chạy thôi. Nhưng mà mở nhiều ảnh thì nó cũng có một cái bất lợi là gì? Mỗi một ảnh mở ra không phải tự nhiên nó mở, nó sẽ chiếm một phần bộ nhớ nào đó ở RAM. Mà nếu chúng ta mở nhiều ảnh quá thì nó sẽ chiếm dụng rất nhiều RAM, và chính bản thân cả Win lẫn Photoshop của chúng ta sẽ chạy rất là chậm nếu như chúng ta mở quá nhiều ảnh. Thì đấy không phải là con đường tốt. Do đó thì tôi sẽ giải quyết bằng cách là bây giờ thôi, tôi sẽ chọn hết cái thằng này, tôi bỏ nó đi, tôi không chơi cái võ này nữa. Tại vì làm như thế thì nó không chính đạo, nó không đúng. Bây giờ tôi muốn là tôi chỉ viết lại một lần thôi. Và làm sao tôi giải thích cho máy hiểu rằng à, tôi có một folder chứa từng này ảnh. Làm sao sau khi mà tôi gán một cái action này thì nó sẽ lôi lần lượt từng cái ảnh đó ra, ở trong đó ra, nó chạy hết và nó lưu vào cái folder thứ hai cho tôi, là folder kết quả. Đấy, mong muốn của tôi chỉ đơn giản thế thôi. Và tôi chỉ cần ra lệnh một lần duy nhất, nó sẽ tự thực hiện cho đến khi nào xong. Cách này của chúng ta vẫn phải là chờ, đúng không? Trừ phi bây giờ tôi nhân bản, ví dụ tôi làm 100 cái ảnh, tôi nhân bản 100 bước như thế, xong rồi tôi bấm một lượt là xong. Nhưng mà như thế thì chịu. Thứ nhất là cái giai đoạn mà chúng ta phải nhân bản các bước đấy rất rất nhiều. Thứ hai nữa là mở 100 cái ảnh ra là nó chiếm dụng 100 cái khoảng bộ nhớ, và nó sẽ làm cho cả hệ thống nó y ảnh đi. Vậy thì tôi sẽ không làm như thế, và tôi sẽ giải quyết các vấn đề theo một cách khác. Đó là xử lý bằng một lệnh mà nó có tính chất rất dẫn cho cái thằng này. Đây, bây giờ lưu ý này, nhìn kỹ nhé, nhìn xong rồi lúc ấy làm nhé. Đừng có thầy cứ nói đến đâu là làm đến đấy, xong rồi một chốc lại hỏi lại. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 thì vẫn làm cái action này nhé, như bình thường. Thế bước 2 thì chúng ta sẽ vào đâu? Vào file này, vào lệnh này, automate. Kỹ chưa ạ? Nhận diện được chưa? Đấy. Sau đó thì chúng ta lấy ngay cái lệnh đầu tiên này thôi, batch này, xử lý cả một gói, cả một gói ảnh theo một cái lệnh. Thế bây giờ tôi bấm vào đây, nó sẽ mở ra cái bảng thoại này. Nó có một cái điều rất là đặc biệt là nếu những action là nó gần nhất mà chúng ta vừa làm thì nó sẽ nhận diện được ngay. Đấy, thứ nhất là cái set nào là nó nhận diện được ngay cái set đó vừa mới được dùng. Thứ hai là cái action nào ở trong cái set đó vừa mới được dùng thì nó cũng biết ngay, và nó đặt sẵn ở đây rồi.
Thế bây giờ tôi không phải chọn nữa, và nó chọn thay cho tôi là đúng rồi. Thế còn bây giờ tôi muốn thiết lập thêm một số cái. Ở đây có các tham số là suộc này, cái ảnh gốc là ở đâu, đúng không? Tôi có mấy cái lựa chọn. Đó là gì đấy? Folder, là import, là open file, vân vân. Thì open file là chính là cái dạng vừa rồi, có nghĩa là chúng ta muốn làm cái gì chúng ta phải mở sẵn ra những cái ảnh đó. Nhưng cách như thế thì tôi với các bạn vừa loại trừ rồi. Tôi muốn là làm việc cả một folder cơ, cho nên là tôi chọn folder là chuẩn, đúng không? Thế xác nhận được cách làm việc thì tiếp theo chúng ta phải chỉ cho nó biết là à, lấy cái folder nào nhỉ, đúng không? Tôi phải chỉ vào đây, chọn choose này, và tôi sẽ chỉ cho nó biết là đây, tài nguyên gốc tôi cất ở cái trang này này. Đó. Ví dụ như là tôi phải tìm tới cái đó. Choose data. Ví dụ đây, tôi lấy thử một cái thư mục là tranh đi nhé. Sau đó thì tôi sẽ chỉ cho nó biết là destination sau khi mình chúng ta xử lý là nó sẽ nằm ở đâu. Đó. Đấy thì nó có một vài dạng destination, save and close hay là folder. Thì tôi chỉ luôn là cái folder, folder nào nằm ở đâu. Đó. Tôi muốn lấy một cái một folder nào đó, ví dụ thế, tôi chọn. Thế ở đây nó có một cái vấn đề mà tôi lại cũng phải lại nói lại với các bạn một tí, tức là cái action trong cái quá trình mà chúng ta ghi ý, thì nó cũng có ghi rất là cụ thể là cái thao tác lúc đầu tiên là chúng ta lấy cái tài nguyên ở đâu này, nếu như mà có, và quan trọng nhất là sau ấy là save as, là save vào cái folder nào. Thực ra là nó ghi tên, ghi tuổi, ghi đường dẫn hết. Và do đó nếu như mà chúng ta thiết lập một cái đường dẫn khác, hoặc là cái mục tiêu mà cái thư mục gốc mà chúng ta lấy ở chỗ khác ấy, thì chúng ta sẽ phải lưu ý là đánh dấu cho tôi cái gì đấy nhỉ, đánh dấu cho tôi thêm cái ô là override action save as, tức là cho phép ghi đè lại theo cái yêu cầu mới đấy. Đây, hay ngay kể cả đây nữa, override action open, tức là nó phải cho phép chúng ta là gì đây, ghi lại là lấy lại cái tài nguyên open nó ở đâu ra. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta phải có một số các cái đánh dấu như thế nếu như mà có sự khác biệt trong cái quá trình mà ghi action với lại cái lệnh gốc. Thế và sau khi mà chúng ta làm như thế xong thì chúng ta chỉ việc là gì đây nhỉ, nhấp ok. Việc còn lại là cái lệnh automate path này, nó sẽ lấy theo cái bước mà chúng ta đã làm để mà nó xử lý. Nếu tốt nhất là chúng ta đưa vào trong một cái thư mục như thế thì đôi khi nó sẽ khó, đúng không? Bây giờ tôi xóa bỏ hẳn cái này đi, tôi viết lại hẳn một cái mới nhé, cho nó dễ hình dung. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu cái ảnh rồi? Vẫn còn đủ nhiều. Đây, bây giờ tôi viết lại một cái nhé. Trước hết là chọn hẳn một cái thư mục, tạo một thư mục này, new này, folder này, ví dụ như là kết quả nhé. Đặt tên là kết quả để chứa cái kết quả. Bây giờ tôi tạo thêm một folder nữa này, ảnh gốc này. Đấy, cách tốt nhất là chúng ta nên làm theo kiểu như này. Bây giờ tôi sẽ lấy ảnh gốc ở đâu đó, tôi đưa vào đây, làm mới hẳn một cái đi. Ví dụ như là đây, tôi lấy thử một cái ảnh như này. Đó, lấy mới hẳn sạch sẽ luôn nhé, không có liên quan đến cái cũ, lại bảo là có trước rồi thì có sau. Đây, bây giờ tôi nhét vào đây, đây là thư mục gốc nhá, là chứa tất cả ảnh này, đúng không ạ? Thư
từ một kết quả này là bây giờ đang rỗng, chưa hề có cái gì đúng không? Bây giờ chúng ta viết lại một lần nữa cái action này nhé. Đây, tạo action này. Email mode CMYK, ok. Email, email size, ví dụ đưa lên thành 300, ok. Sau đó thì chúng ta chỉnh lại kích thước chiều ngang cho nó vừa với lại cái yêu cầu của chúng ta, ví dụ 20 cm thôi, ok. Sau đó thì file save as, đưa nó vào gì đây nhỉ, thư mục ở desktop có tên là kết quả, save, ok. Và sau khi xong rồi thì chúng ta đóng lại, kết thúc. Vậy là action đến đây là của chúng ta xong rồi nhé. Bây giờ tôi về với các bạn kiểm tra lại này, đã có kết quả chưa? Có kết quả rồi, bây giờ tôi bỏ cái thằng này đi, coi như là bây giờ là rỗng không nhá. Chúng ta bắt nó chạy lại từ đầu này. File automate batch, đúng không? Folder bây giờ tôi chọn true rồi này, thì cái ảnh gốc này, đây là cái chỗ mà tôi lấy ảnh này, destination này, chọn folder này, phải chỉ cho nó cái folder là gì đây, kết quả đấy, làm xong phải lưu vào đây, được chưa? Bây giờ tôi nhấp ok. Bước cuối cùng là ngồi chờ. Lần này tôi không phải mở hết tất cả ra nữa, thực ra là tôi có thể là gì đây, yêu cầu nó lấy ảnh ở trong kia, trong folder ra để làm. Đây hoàn toàn không phải là đang chạy những cái ảnh ở trên màn hình đâu nhé. Nó mở từng cái một ở folder mới ra. Tôi cũng phải không phải chăm hết một cái ảnh tôi lại bấm cái để cho nó chạy nữa. Bây giờ tôi tự động hóa hoàn toàn cái việc này. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem không, được giao độ khoảng 200-300 hay 500 cái ảnh xử lý cho khách hàng à. Thay vì việc là ngồi mà cứ kỳ cõi làm cái việc đấy có khó không? Không hề khó đúng không? Nhưng mà rất là ức chế nếu như mà nó cứ phải lặp đi lặp lại những cái thao tác như thế. Thì chúng ta sẽ thay thế cái việc đó bằng cách là chúng ta viết một action như thế này. Cứ cái gì mà số lượng làm phải nhiều, cứ cái gì mà lặp đi lặp lại thì đấy là yêu cầu mà chúng ta có thể sử dụng action. Hay là bây giờ ví dụ như là hôm trước chúng ta đã nói về cái điều chỉnh chẳng hạn. Đấy, bây giờ tôi muốn chỉnh toàn bộ cái bộ ảnh cưới cho một ai đó sang một cái tông mà khách hàng yêu cầu, ví dụ tông chơi tông tím chẳng hạn hay chơi tông xanh, tôi hoàn toàn có thể là viết một cái action để tôi chuyển đổi toàn bộ cái bộ đấy sang một tông nào đó đấy. Hoặc là trong một trường hợp khác, ví dụ như là các bạn là đi chụp ảnh vào trong một cái ngày mà thời tiết mà không được tốt cho lắm đấy, bạn chụp độ khoảng 10 kiểu 20 kiểu gì đấy, ví dụ như là cái trời mà nó mưa âm u, ánh sáng nó yếu chẳng hạn, thì về mình phải chỉnh chứ, mình phải điều chỉnh nó lên để cho nó cân lại sáng hơn, tốt hơn chẳng hạn. Tất nhiên là mỗi bức ảnh thì nó là một cái tác phẩm khác nhau, nó có thể là chụp các đối tượng khác nhau, nhưng ở góc độ nào đó nếu như mà lười hoặc là yêu cầu gấp thì chúng ta cũng có thể cho rằng là cùng chụp ở trong một quãng thời gian nào đó, cùng chụp ở trong một cái môi trường thiếu ánh sáng nào đó, thì một cái ảnh này chỉnh sửa để cho nó cân bằng lại ánh sáng với một tham số như thế nào thì cũng về mặt lý thuyết là cũng có thể áp dụng cho những cái ảnh còn lại đấy. Nếu như thực sự là vội thì hoàn toàn các bạn có thể lôi một cái ảnh ra chỉnh, trong quá trình chỉnh đó các bạn ghi lại cho tôi cái action là phải chỉnh các tham số gì để cho nó đạt được tới trạng thái cân bằng sáng tối, thì với cái action đó bạn có thể cho nó chạy cả loạt kia đấy. Tất nhiên là cái gì nó cũng có giá của nó, tiết kiệm thời gian hay là tăng tiến độ, có nghĩa là nó cũng không phải là đạt được kết quả hoàn hảo nhất 100% nếu như chúng ta chỉnh được cái ảnh một, nhưng mà như thế thì nó cũng sẽ giúp chúng ta tăng tốc được cái công việc, nếu như đấy là một công việc mà nó không phải đòi hỏi quá là hoàn hảo, hoặc là khách hàng không quá khó tính, hoặc là một cái lý do nào đó thì chúng ta phải để lấy một cái yếu tố nọ để bù lại yếu tố kia, thì đấy là một trong những cái mà action nó có thể giúp các bạn giải quyết được vấn đề đấy. Thế còn trong một góc độ mà cao hơn, nghĩa là chúng ta đang mò mẫm, chúng ta đang tìm tòi một cái gì đó, thì thay vì việc là
làm quá đi vài bước, hoặc là làm xong rồi không nhớ hết được các bước mình làm. Thì nếu như mà trong cái quá trình, nếu như các bạn đang nghiên cứu, các bạn đang tìm tòi, các bạn đang thử nghiệm cái gì đó, thì đặt một cái action cũng là một cái cách để cho sau khi làm xong thì mình có thể rà soát lại toàn bộ cái quá trình mình đang nghiên cứu, mình đang thử nghiệm một cái gì đó, chắc chắn nó sẽ ghi lại đầy đủ hết cho các bạn. Và các bạn mở ra, các bạn xem lại từng bước các bạn làm cái gì, thì chắc chắn cái nghiên cứu của nó của các bạn nó được ghi chép lại một cách đầy đủ nhất. Đấy. Chứ nếu mà mình chỉ làm không thôi ấy, thì cái sự mò mẫm của mình, cái sự tìm tòi của mình nhiều khi nó rất là lớn, các số lượng các bước làm rất là lớn, chỉ nhớ được mang máng rằng là mình đã làm qua từng này bước và đạt được kết quả như bây giờ. Nhưng mà nếu mà hỏi kỹ lại, xem kỹ lại thì sẽ có rất nhiều thứ chính các bạn vừa mới làm xong, mò mẫm xong, bây giờ bảo làm lại, đôi khi các bạn sẽ không làm chuẩn được vì các bạn thiếu một bước nào đó, các bạn làm sai tham số một bước nào đó. Thế thì cái action này sẽ giúp cho các bạn luôn luôn ghi chép lại đầy đủ các quá trình nghiên cứu, tìm tòi các bạn. Đấy. Ngoài cái chuyện là nó tăng tốc, hay là ngoài cái chuyện nó làm cho các bạn tiện lợi hơn trong một số công việc nào đó, nhất là những công việc mà số lượng lớn hoặc là làm việc lại nhiều, thì chính nó sẽ làm cái quyển nhật ký cho chúng ta, để trong cái quá trình mà chúng ta học hỏi nghiên cứu gì đó, một vấn đề phức tạp thì luôn luôn chúng ta sẽ ghi chép lại được và không bị thiếu hụt mất bất cứ một cái thao tác hoặc là một cái tham số nào trong quá trình các bạn làm.